Đỗ Đức Hiền xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2015, và chúng tôi trong clip này chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bức tranh đục chạm ở Vinh Quy Bái Tổ bằng gỗ gụ, là gỗ nhóm 1 và được đánh trần nguyên vân gỗ trông như gỗ hương. Thì về cái kích thước của bức tranh này thì là cao là 1m07 và dài là 2m17. Với cái phần khung là 8 phân x 14 phân. Đấy là khung bên ngoài, đây cái phần khung bên ngoài đây, tôi đang chỉ tay vào đây. Tiếp theo là đến cái phần cổ bên trong. Cổ lót đây. Đục chạm rất là tinh xảo, và đến phần khung non bên trong. Bên trong mới là ván chính. Thì cái ván chính này là ván liền và được xẻ là 2 phân rưỡi. Và sau khi đục xong thì chúng ta nhìn kênh bong đây, chúng ta cảm giác phải dày đến 3-4 phân, nhưng thực chất là chưa được đến 3 cm. Đây là cái tài năng của những cái người thợ của Đỗ Đức Hiền đã làm nên cái tạo cái cảm giác cho người tiêu dùng là thấy cái chành nó rất là đầy đủ và đàng hoàng dày dặn. Thế bây giờ đi vào cái phần nội dung chính của bức tranh. Cũng được xin nhắc lại là chúng tôi đang quay bức tranh này theo yêu cầu của anh Tuấn, anh Tú ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 4 năm 2015. Và cái tên hãng của tôi là Đồ Gỗ Đức Hiền, với website đồgỗdứchiền.com. Và xin mời quý vị liên lạc với số điện thoại 0984 666 999. Trở lại với bức tranh Vinh Quy Bái Tổ. Đây, 4 chữ đây là 4 chữ Vinh Quy Bái Tổ. Cũng có người bảo tại sao lại không viết chữ Việt, lại viết chữ Nho làm gì. Thì xin thưa là bản thân 4 chữ Vinh Quy Bái Tổ, cái phát âm nó đã là âm Hán Việt rồi. Dù chúng ta có viết bằng Hán hay bằng Việt thì nó cũng thế. Nhưng mà tranh đây là phỏng theo cái tranh cổ truyền của dân tộc từ nhiều đời trước. Và từ trước vẫn ghi như vậy, thì bây giờ chúng ta vẫn ghi như vậy. Bởi vì văn hóa nó không phụ thuộc vào các yếu tố khác. Tránh tình trạng là có những cái chuyện biển đảo này nọ, xong là chúng ta bài trừ văn hóa là cái đấy không nên. Cho nên là cái văn hóa là vẫn được giữ nguyên, và đây là cái tinh hoa của nhân loại. Bản thân chữ Hán rất là giàu ý nghĩa. Chúng ta cũng về cái việc này chúng ta sẽ bàn vào dịp khác. Nhưng tóm lại là 4 chữ Vinh Quy Bái Tổ. Và nhân vật chính của chúng ta là ông Nghè, đã thi đỗ và đang trên đường về làng. Và nó có cái câu thơ là ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau. Cái Vinh Quy Bái Tổ thì ý nghĩa của nó rất là hay ở chỗ là ngoài cái chuyện nói về cái sự học hành đỗ đạt, thì nó còn có cái câu chuyện điển tích. Ngày xưa là bởi vì là không phải là như bây giờ là trẻ trung đã thi đỗ, mà ngày xưa thường là cũng học hành thi cử nó rất là gian nan lận đận, và nhiều trường hợp là vợ phải theo chồng hầu hạ, rồi thì thậm chí nuôi chồng ăn học, như là trong những cái bài thơ của Nguyễn Bính chẳng hạn. Cho nên nó mới có cái câu là bây giờ đã thỏa lòng mong ước và ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau. Khi mà người chồng có thành đạt bao nhiêu, nhưng mà khi về báo hiếu, báo cáo với làng xóm, tổ tông, cha mẹ, thì lúc đó là cũng được tôn vinh chàng đi trước, nhưng mà lại có cả ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau, là cũng là cái tôn vinh cái công lao của người vợ đã luôn kề vai sát cánh bên chồng. Và những cái nhân vật phụ như là những cái người cầm lọng này, hay là những cái người đi trước cờ quạt để đánh trống thổi kèn, rồi thì khiêng những cái hòm lễ vật về làng trông rất sinh động. Và phía xa xa đây, ở phía cổng làng và cây đa, thì có ông lão bà lão và những đứa bé là ra đón. Như vậy là một cái tượng trưng là chúng ta thấy đầy đủ ở đây. Có cây đa, bến nước này, giếng làng, cổng làng này, mái nhà tranh phía xa xa. Đây. Rồi cây cầu, con sông,
rồi cây đa cây thông, xa xa có mặt trời, chim nhạn, chim én, nói chung cả các cái chi tiết thì đầy đủ hết, thậm chí từ những cái chi tiết nhỏ như là những cái cây cỏ ở đây cũng không thiếu, cũng rất là sinh động. Đấy là về phần chính của bức tranh. Và khi chúng ta nhìn nghiêng thì những cái núi non, những cái đường đi, đường đất trông cũng rất là điệu. Thế còn bên ngoài thì là các đường gờ, đường xoay, những cái đường xiện đi này, rồi thì đường gấm hoa chanh, rồi đường lọng, tất cả toát lên một cái gì kỹ càng, cẩn thận và dày dặn. Clip đã dài, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm. Tôi đang có điện thoại, tôi xin tạm dừng clip tại đây.